Những năm qua, với sự tập trung nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, sáng ngày 3 tháng 3 năm 2021, cùng với các huyện thị thành trong tỉnh, huyện Vũng Liêm long trọng tổ chức lễ giao nhận quân. Đây là địa phương được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chọn chỉ đạo điểm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Đến dự có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Năm 2021, huyện Vũng Liêm được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 192 công dân nhập ngũ, trong đó 163 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 29 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Theo Trung tá Nguyễn Chí Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Vũng Liêm, trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện bám sát hướng dẫn của quân khu 9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện tròn khâu từ nắm nguồn, xét duyệt, bình nghị, sơ tuyển, khám sức khỏe, nên số lượng và chất lượng công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ cao hơn năm trước. Tân binh huyện Vũng Liêm được giao về các đơn vị Quân đoàn 4, Quân khu 9, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long